Xin chào anh chị ạ. Hôm nay thì chia sẻ tới anh chị về lá số nữ mệnh. Dương lịch ngày 23 tháng 12 năm 1991, âm lịch 18 tháng 11 năm Tân Mùi, sinh vào giờ Thìn, tức là khoảng từ 7 đến 9 giờ sáng. Năm xem là 2024, năm Giáp Thìn 34 tuổi. 34 tuổi thì đang nằm trong đại vận cung Phúc Đức. Thời gian là từ 26 cho tới 35 tuổi. Đại vận này là phá quân cư Tuất, tổ hợp là sát phá tham. Thêm nữa có Kình Dương, có Linh, có Kỵ, có Khôi Việt, có Tảo Vũ Bật, Ân Quang Thiên Quý Thai Phụ Phong Cáo. Như vậy trong cái đại vận này nó chủ về lợi danh hơn lợi tài. Đại vận này cũng có những cái thành tích được ghi nhận, cũng có những cái cống hiến đấy. Tiếp theo trong cái đại vận này nó chủ về lao tâm lao lực, nó chủ về vất vả. Tiếp theo trong cái đại vận này thì hơi bất lợi về chuyện tiền bạc và tình ái. Thứ nhất, cái sao phá quân là cái sao hao, cộng thêm với trước 36 tuổi thì thân cư tài bạch đang gặp triệt, thế nên là nguồn tiền tài nó sẽ bị gián đoạn, đứt đoạn một chút. Thế nên hơi bất lợi về chuyện tài chính tiền bạc. Đấy, mà phá quân là cái sao hao, thế nên là kể cả mà có thu nhập cao thì nói chung là có chi tiêu nó cũng hết dễ hết. Tiếp theo trong cái đại vận này nó chủ bất lợi liên quan đến chuyện tình cảm. Một là số này mệnh rất đào hoa nhá, liêm chinh đi với đào hồng hỷ tả phụ bật, lắm người yêu nhiều người thích, nhưng mệnh lại có gì, cô thần quả tú. Thêm nữa cung phu thê ở đây là có gì, thất sát. Đấy, có văn xương, có linh tinh, có hóa kỵ, có song hao. Sát mà đi với gì, sát đi với linh, đi với kỵ, song hao thì hơi bất lợi với cái chuyện tình cảm hôn nhân. Cộng thêm với cái đại vận là phá quân, nó hơi bất lợi với cái chuyện tình cảm. Thế nên trong cái đại vận 26-35 thì nhiều sự là bất lợi. Mặc dù đây là một lá số có tài chứ không phải không có tài nhé. Rồi tiếp theo, Tân Mùi là tuổi âm, âm nữ mệnh đóng tại cung thân là cung dương. Tuy nhiên tổ hợp mệnh quan di tài bạch với cơ bản là sáng và đẹp, tượng dễ thành công, thành danh, thành đạt trong cuộc sống. Chỉ có điều là gì, tuổi trẻ nó chưa được như ý về mặt kinh tế, về mặt tài chính, về mặt tiền bạc thôi. Có ba cái điểm như sau để nói lên hơi chưa được như ý về mặt kinh tế, tài chính, tiền bạc. Một, liêm chinh là cái sao tù tinh. Đấy, tù ở đây là gì, có thể là bị giam hãm trong tư tưởng, tinh thần, suy nghĩ, đôi khi nó không thông thoáng một chút, chứ không phải là tù là ăn cơm nhà nước ngày ba bữa rồi là mặc áo xọc kẻ trắng vân vân. Tù tức là trong tư tưởng, tinh thần nó không thoát ra, hoặc là có tài không gặp thời. Cái thứ hai, trong cái đại vận từ 26 đến 35, đại vận phá quân thì hơi bất lợi về chuyện tiền bạc, chuyện đầu tư kinh doanh buôn bán, nó chỉ hợp liên quan đến sáng tạo, đột phá, vất vả thôi. Tiếp theo là từ 26 đến 35 thì cung tài bạch ở đây là tử vi thiên tướng đang gặp triệt rồi, thế nên là bất lợi về cái chuyện tiền bạc kinh tế là chính. Rồi tiếp theo, mệnh thổ này, cục hỏa cục mệnh tương sinh, cung thiên di là gì, tham lang, có khôi việt, có xương khúc, có hỉ, có hồng, rồi là có tả phù, ra ngoài có quan hệ giao tế giao tiếp tốt, ra ngoài quan hệ giao các cái mối quan hệ là mở rộng nhiều này, ra ngoài đường đi nước bước hanh thông thuận lợi này, giáp cả lộc cả quyền này, thế nên tượng xuất hành xuất ngoại đi xa cũng hanh thông thuận lợi. Nó cung thiên dị khá là đẹp. Rồi thân cư tài bạch thì máu làm giàu, mà cái sao liêm chinh này thích đầu cơ, thích mạo hiểm cơ đó. Nhưng mà thân cư tài bạch gặp triệt thì trước 36 tuổi thì hơi vất vả về chuyện kinh tế, tài chính, tiền bạc, người ta gọi là bất đắc như ý. Rồi thân cư tài bạch thì có năng khiếu quản lý tài chính, kinh tế, tiền bạc, đặc biệt khi cung quan lộc là vũ khúc thiên phủ. Hai cái sao liên quan đến kinh tế, tài chính, tiền bạc, mà thân cư tài bạch lại có tử vi thiên tướng. Tử vi là vua, là đế tinh, là quản lý, là lãnh đạo, là điều hành, là đứng đầu, là phụ trách một cái công việc, phụ trách một cái nhiệm vụ cao cả đó. Rồi đi vào cung mệnh, mệnh là liêm chinh, thân cư tài bạch là tử vi thiên tướng. Đầu tiên mệnh liêm chinh mà thân cư tài bạch tử vi thiên tướng, mệnh lại có gì, có hóa khoa, có văn khúc, lại có tả phú bật. Thế nên là tượng là gì, có năng lực lãnh đạo, năng lực điều hành, năng lực quản lý, có ý chí, có nghị lực, có sự tham vọng, có sự cầu tiến, có cái sự cạnh tranh, tranh đấu đấu đá, có cái sự mạo hiểm. Mà liêm chinh là cái sao hữu dũng hữu mưu đấy, thế nên là đôi khi sẽ thích đầu cơ, thích mạo hiểm, thích làm giàu, là cái sao liêm chinh. Đó là đại diện cho sát tinh, đó là quyền uy. Tiếp theo liêm chinh là đào hoa tinh, cởi mở, phóng khoáng này, đào hoa này, phong lưu đa tình này, cái gu ăn, gu uống, gu mặc các thứ cũng khá là tốt này, chi tiêu cởi mở là chi tiêu là phóng khoáng này. Tiếp theo thì như vậy là liêm chinh, thì nếu mà qua hai cái điểm đấy thì liêm chinh có hợp với những ngành nghề như sau: quân đội, công an, cảnh sát, an ninh, mật vụ. Gì tiếp theo, kiến trúc, mỹ thuật, hội họa, làm đẹp, thẩm mỹ, spa. Ngoài ra khi mà có văn khúc đi hóa khoa thì liên quan đến giáo viên, liên quan đến giảng dạy, liên quan đến kiến thức, liên quan đến tri thức là cũng đắc cách. Tiếp theo người liêm chinh là đào hoa tinh này. Đào hoa ở đây nó chủ yếu liên quan đến tư tưởng và tinh thần, chứ nó không quá nặng nề liên quan đến cái thể xác, là sao liêm chinh. Tiếp theo liêm chinh là tà tinh, thì tính tình là đôi khi hơi ngông cuồng một chút, không công nệ tiểu tiết, rất là phóng khoáng, rất là cởi mở, nhiều khi là gì, không chú tâm đến các cái lời bàn ra tán vào, không chú ý đến người khác vân vân.
Tiếp theo sau liêm chinh người ta còn có một đặc tính nữa gọi là tà tinh. Tà tinh tức là cái tính tình các thứ là đôi khi làm người khác phải khó hiểu một chút, sẽ có những cái tư tưởng nó hơi độc dị lạ thường, đặc biệt khi đi với sao thiên không. Thiên không là một bầu trời, thiên không là cái sự sáng tạo, thiên không đi trước thái tuế, thiên không nhanh nhạy. Hồng loan thiên không nó chủ về sắc sảo, khôn ngoan, thông minh. Đấy, đà la nó chủ về liều lĩnh, nó chủ về táo bạo, nhưng mà đôi khi nó sẽ đà la nó còn chủ về trắc trở thị phi một chút, thế nên tuổi trẻ nó chưa được như ý cũng ở cái sao đà la ở đây. Cô thần quả tú thì đôi khi là hơi kỹ tính, hơi khó tính một chút. Liêm chinh mà đi văn khúc, đi với hồng hỷ đào hồng như này thì cởi mở phóng khoáng, phong lưu đa tình. Nhưng mà cô quả thì khi vào công việc là sẽ có sự nguyên tắc, sẽ có sự ngăn nắp, sẽ có sự kỷ luật. Đấy, liêm chinh mà đi với kiếp sát thì tranh đấu tranh đá là tới cùng. Liêm chinh miệng rộng cổ cao, tính hay tranh cạnh làm sao hơn người đó. Liêm chinh hỏa vượng thân chàng cũng khá là nóng tính, lộ hầu lộ nhãn mắt vàng mày xanh, tính thời táo bạo tương tranh. Đó, khi giữ khi lành dù đang phân hoa cũng là sao liêm chinh. Đào hoa là một, cạnh tranh là hai, phong lưu là ba, là sao liêm chinh. Đi văn khúc ăn nói giỏi, giao tế giao tiếp tốt, mà liêm chinh đi với văn khúc, đi với đào hồng hỷ, đi với hóa khoa. À, rất hợp, một trong những ngành nghề rất hợp đó là liên quan đến âm nhạc, liên quan nghệ thuật, liên quan đến thưởng thức vân vân. Hóa khoa nó chủ về kiến thức, nó chủ về tư duy. Đấy, thời bé là học hành tốt, nhận thức tốt, sau này là có danh có tiếng. Đấy, trong trong cái môi trường công tác, trong cái nghề nghiệp mình làm việc là có danh có tiếng, được nhiều người biết đến, chính là cái tổ hợp lá số này. Hồng loan thiên không nó chủ về thông minh, sáng tạo này, khôn ngoan này, tư duy là đi trước thời đại một chút đó. Tiếp theo mệnh này là có tảo phú bật, nó chủ về lạc quan, nó chủ về đôn hậu, nó chủ về trung hậu, nó chủ về dễ kết giao kết nối bạn bè, sau này là có quý nhân tương trợ trợ giúp, đặc biệt là cung thiên di là có thiên khôi ở đây. Thêm nữa lại thân cư tài bạch lại có tử vi thiên tướng thì sau này là nên làm những ngành nghề liên quan đến sáng tạo, liên quan quản lý, liên quan lãnh đạo điều hành một tập thể nào đó thì nó sẽ tốt hơn, ổn định hơn. Còn đầu tư kinh doanh buôn bán về cái lá số này thì thực sự là khi mà không có gì thì nó sẽ có rất nhiều, đó là thiên không đi trước thái tuế, đi trước thời đại, nhưng mà khi có rồi thì rất dễ mất, đó là thiên không đó, bầu trời hư không. Tài bạch cung ở đây có tử vi thiên tướng, tử vi thì kiếm tiền từ nhiều ngành nhiều cái nghề rồi. Tử vi là đế tinh, thế nên là vua, là lãnh đạo, là quản lý, thế nên có năng lực lãnh đạo điều hành quản lý. Liêm chinh cởi mở phóng khoáng, tử vi chi tiêu cũng rất là phóng khoáng, tử vi thì có năng lực sáng tạo một cái sự nghiệp mới, thế nên là gì, thích đầu cơ, thích làm giàu một chút vân vân, tham vọng một chút, đầu tư dù mạo hiểm rủi ro một chút. Đấy, thiên tướng thì thân cư tài bạch có tử vi thiên tướng, sau này dễ làm sếp. Đấy, để mà nói người mệnh liêm chinh có đào hồng hỷ tảo phú bật mà thân cư tài bạch có tử vi thiên tướng thì mặt mũi hình thức nhan sắc là uy nghi, là ưa nhìn vân vân, dễ có thu hút người khác giới, có duyên người khác giới. Thiên tướng thì sau này là chăm chỉ chịu khó cần cù làm việc, có nó tinh thần trách nhiệm, thế nên được mọi người tin tưởng là cái sao thiên tướng. Có ân quang thiên quý, tử vi đi quang quý sau này là gì, bằng cấp rồi là bằng khen rồi là bằng, tức là những cái gì, những cái sự cống hiến của mình sẽ được đền đáp. Đấy, cô thần quả tú, thân mệnh cô thần thân quả tú, phu thê linh kỵ song hao thất sát, hơi bất lợi chuyện tình cảm vân vân. Tiếp theo thân cư tài bạch có tử vi thiên tướng, nguồn tiền tài trước 36 tuổi thì hơi bất ổn, nhưng sau 36 tuổi thì nguồn tiền tài nó rất nhiều, tại vì tử vi là đế tinh. Đấy, vua tức là liên quan đến quản lý đất đai, quản lý con người, quản lý kinh tế, quản lý tài chính, quản lý tất cả các thứ, thế nên sau này nguồn tiền tài nó vô cùng dồi dào. Đấy là thân cư tài bạch tử vi thiên tướng, nhưng mà nó sau 36 tuổi, tại vì trước 36 tuổi là đang gặp triệt. Quan lộc vũ khúc thiên phủ, vũ khúc thì chăm chỉ chịu khó, cương nghị quả cảm, dũng cảm, làm việc nhanh chóng và quyết đoán, nhưng mà đôi khi hơi vấp tấp, hơi hấp tấp, hơi vội vàng một chút vân vân là sau vũ khúc. Vũ khúc đi với thiên phủ hợp những ngành nghề liên quan kinh tế, tài chính, tiền bạc, chứng khoán và ngân hàng. Vũ khúc thiên phủ đi với song hao thì dùng nhiều tiền cho đối nội, đối ngoại, ngoại giao, giao tiếp. Đào hoa cung quan hợp những ngành nghề liên quan đến làm đẹp, kiến trúc, rồi là thẩm mỹ, rồi spa vân vân. Đào hoa cung quan thì nói chung là sớm nổi danh nổi tiếng, sớm được mọi người biết đến ở trong công việc, ở trong cái ngành nghề của mình. Quan cung ái ngộ hồng đào mà, thiên di tối kỵ kiếp không lâm vào, như bông hoa khoe sắc tỏa hương, đóng ở cung quan lộc. Đóng ở cung quan lộc thì cái duyên dễ đến, nhưng mà khi cung phu thê mà có linh kỵ song hao như thế này thì nói chung là đến sớm thì lại đi sớm. Rồi, cung quan lộc có hữu, cung mệnh có tả phú bật, cung quan lộc ở đây có hữu bật, tức là kiểu là có nhân viên ở dưới, có người sai, có người để bảo. Tiếp theo cung quan lộc ở đây có vũ khúc đi với thiên phủ, hợp những ngành nghề, thiên phủ là kho khố, là tiền bạc, là kinh tế, là tài chính, là đất đai, là quản lý một cái mảng nào đó vân vân. Cung quan lộc ở đây là tử phủ vũ tướng, có xương, có khúc, có khoa, và như vậy nó chủ về rất đa tài đa di năng ở trong công việc, đó là vũ khúc đi với văn xương văn khúc. Rồi tiếp theo ở đây là thiên di cung, ở đây có tham lang. Tham lang thì thích đi ăn, đi chơi, đi du lịch, đi giải trí vân vân. Tham lang thì giao tế giao tiếp rộng, tham lang đi ra ngoài thì khéo ăn khéo ở khéo nói.
Tham lang mà đi với thiên hỷ thì hay nói hay cười, tham lang mà đi với thiên khôi thiên việt thì ra ngoài có duyên với người khác giới, dễ có quý nhân tương trợ trợ giúp. Đấy, đi ra ngoài là gì? Dễ có cơ hội gặp được quý nhân cao nhân trợ giúp. Tại vì thân la số này là cũng có tử vi thiên tướng. Đấy, tử vi thiên tướng là cái cục quan cao lộc trọng mà. Thế nên đi ra ngoài dễ quen biết với những người có chức vị quyền hành rất là lớn này. Tấu thư khéo ăn khéo nói này, long đức thì gặp may mắn này. Sinh mộ vượng là hanh thông thuận lợi này, ý chí nghị lực tinh thần cực kỳ là tốt này. Ra ngoài thể chất sức khỏe tinh thần tốt. Cung thiên di quan hệ kết giao kết nối bạn bè nhiều. Phúc đức cung ở đây phá quân. Phá quân ở đây phá quân thì là cái sao hao rồi. Phá quân thì là sao hao, thế nên nó hơi bất lợi về chuyện tiền bạc kinh tế tình cảm một chút. Vậy khi cung phúc đức như thế này, cung phu thê như thế kia, cung mệnh là cô thần quả tú thì nên lập gia đình kết hôn muộn một chút thì nó sẽ đỡ hơn. Đấy, phúc đức như thế này thì nguồn tiền tài nó biến động rất là lớn, kiểu như là lên voi xuống chó, cái độ dao động, cái độ biến động của nó khá lớn. Phúc đức như thế này thì nhiều khi là gì, thân tâm nó sẽ hơi vất vả một chút. Đấy, các cái thành quả mình làm ra nhưng đôi khi mình sẽ không được hưởng. Đấy, phúc đức có phá quân, phúc đức mà có phá quân thì có sự sáng tạo, sự đột phá. Mệnh có hồng loan, có thiên không cũng rất sáng tạo đột phá. Phúc đức mà có ân quang thiên quý, thiên khôi thiên việt thì thường là trong dòng họ cũng có nhiều người có công trạng. Đấy, tiếp theo phúc đức mà có phá quân thì thường trong dòng họ nhiều người lập thân lập nghiệp phương xa. Tại vì phá quân cũng là cái vị tướng tiên phong đi đầu, thế nên là hay phải đi lại. Ý nghĩa của nó là lập thân lập nghiệp phương xa. Phúc đức mà có phá quân thì tinh thần cạnh tranh, tinh thần ganh đua rất là cao. Rồi phu thê ở đây có thất sát. Thất sát là cái sao tướng, cái sao cô đơn cô quả, cái sao có ý thức, cái sao có trách nhiệm, cái sao có kỷ luật. Đấy, liêm chinh thì cởi mở phóng khoáng đào hoa. Thế nên thất sát ở đây thì khi mà thất sát, mỗi thất sát không thì nó chưa xung khắc, nhưng thêm cái sao linh tinh, thêm cái sao hóa kỵ thì gì, thị phi này, xung khắc này, cãi vã này, bất hòa này, gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều này, trong các cái mối quan hệ liên quan đến tình cảm, sau này là gì, kết hôn sau này là gì, cuộc sống hôn nhân gia đình thì dễ xảy ra mâu thuẫn, xung khắc, thị phi, nó đến một cách rất là bất ngờ, rất là trái ngang, không vừa lòng nhau, bất mãn với nhau, nghi kỵ nhau một chút. Đấy là sao hóa kỵ. Lá số này hồng nhan đa chân cũng có thể nói là cũng đúng. Mệnh liêm trinh đi với đào hồng hỷ, đi với tả phụ bật, có thiên không, có cô thần quả tú, cung phu thê lại có hóa kỵ. Chồng có sinh mộ vượng thì ý chí nghị lực tinh thần thể chất sức khỏe tốt. Chồng có thiên khôi thiên việt thì sau này sẽ là quý nhân của mình. Chồng có văn xương thì văn võ song toàn, thất sát thì văn xương văn võ song toàn, ăn nói giao tế giao tiếp cũng rất là tốt này. Thai phụ phong cáo là bằng cấp công danh đầy đủ cả. Thiên trù thì hai vợ chồng hay ăn nhậu này. Lá số này thì nói chung là cung phu thê có chút sự xung khắc, chỉ một là lấy nhau muộn này, cái thứ hai là khi xung khắc thì nên ở xa nhau một chút, cho nhau những khoảng không gian riêng thì nó sẽ đỡ xung khắc hơn, còn nó không đến nỗi quá xấu lắm. Linh tinh ở đây đắc địa, thất sát ngũ hành thuộc kim hợp mệnh thổ, ngại mỗi con hóa kỵ ở đây nó chắc trở với chuyện lương duyên thôi. Rồi tử tức cung đầu tiên là có thiên lương gặp triệt, cũng hơi vất vả chuyện con cái, sinh con này, chuyện sinh con này, chuyện nuôi dưỡng con này. Tại vì thiên lương nó phúc tinh, để mà có được phúc thì nó phải trải qua các cái gọi là nạn tai, bệnh tật, ốm đau, sinh non, sinh thiếu táng vân vân, thì sau đó nó mới hanh thông thuận lợi. Phúc đức mà có thiên lương thiên đồng như thế này thì sinh con gái trước là dễ nuôi hơn, tại vì thiên lương dù sao nó là cái sao cô độc hình khắc một chút. Tiếp theo phúc đức mà có thiên mã đi kèm với đồng lương tị hợi như thế này, nó chủ về con cái sau này khó ở gần cha mẹ. Thêm nữa lá số này sẽ có dành rất nhiều tâm huyết lo lắng về con cái, tại vì mệnh lục hợp với cung tử tức. Đấy, thân cư tài bạch lại lục hợp với cung phụ mẫu, như vậy là gì, một lo lắng tuổi trẻ thì lo lắng nhiều về con cái, trung niên về sau lo lắng nhiều cho bố mẹ. Đó, thân cư tài bạch lại lục hợp xong cung phụ mẫu, cung phụ mẫu lại có tang môn bạch hổ, thế nên là gì, có hai vấn đề lo lắng lớn của lá số này trong cuộc đời, đó là con cái, là một bố mẹ là hai. Tất nhiên ngoài các vấn đề liên quan đến công việc sự nghiệp rồi là kinh tế tài chính ra thì hai vấn đề kia là hai vấn đề rất lớn. Tiếp theo cung tử tức như thế này, nó chủ về nhân viên cấp dưới của lá số này, nó cũng vào ra liên tục, thay đổi liên tục, vân vân. Nô bộc cung có thái âm thái dương đi với hóa quyền, có hỏa tinh, có tướng quân, bạn bè cũng rất là năng động này, nhưng bạn bè hơi ngang hơi bướng một chút, bạn bè thích tranh quyền đoạt lợi một chút này, bạn bè khá là nóng tính này. Giáp tả phù bật như thế này cộng với thái dương đi hóa quyền, bạn bè khá là đắc lực, nhưng mà đôi khi sẽ xảy ra mâu thuẫn, xung đột, khắc khẩu, thị phi. Hỏa tinh thiên hình phục binh đi với địa không chiếu về. Ở phụ mẫu cung ở đây là có lộc tồn, có song lộc đi với quyền, đi với bố mẹ mà cơ cự đi với song lộc thì tài hoa tài nghệ nhiều, mưu cơ quyền biến trí tuệ, khả năng ăn nói giao tế giao tiếp cũng cực kỳ tốt này. Có mỗi tội là hay xảy ra mâu thuẫn, khắc khẩu một chút, ở xa nhau thì nó đỡ hơn anh chị nhé.
Mà lá số này tam hợp cung phụ mẫu thiên mã thì khó ở gần bố mẹ. Tang môn bạch hổ nó chủ về bố mẹ lo lắng cho lá số này, hoặc lá số này lo lắng cho bố mẹ rất nhiều. Bố mẹ có thiên quan thì thiên phúc chủ về hiền lành này, bố mẹ có lộc tồn thì tiền bạc kinh tế tài chính là cứ hết lại có. Tiếp theo bố mẹ mà có cơ cự đi với sao tử ở đây thì cũng chủ về khá cẩn mật kín đáo, lúc nói thì nói rất nhiều nhưng mà nhiều khi rất cẩn mật và kín đáo. Đó, thiên cơ là thiên cơ bất khả lộ, đi với sao tử rất kín đáo. Rồi cung phụ mẫu, ngoài ra thì cung phụ mẫu nó ám chỉ sếp và cấp trên, khi mà có cơ cự đi với hóa lộc đi với địa kiếp như thế này ở gần sếp cấp trên dễ xung đột xung khắc, kết hợp kinh tế tài chính thì hơi bất lợi. Ở huynh đệ cung thì rõ ràng là xung khắc nhiều rồi, đó là không kiếp hình phục như thế này rất rất xung khắc xung đột này, không nên kết hợp làm ăn kinh doanh buôn bán. Anh chị em số lượng là không được nhiều, mặc dù là trai gái đầy đủ cả nhưng số lượng là không được nhiều. Còn thiên hình là hình khắc này, có địa không địa kiếp là rõ ràng là xung đột xung khắc này, ở xa nhau ra thì nó sẽ đỡ hơn, còn ở gần nhau thì không ổn. Tiếp theo là các vấn đề liên quan đến kết hợp làm ăn kinh tế tài chính đối với anh chị em trong nhà, đối với bạn bè bên ngoài, nói chung là cũng không ổn, không kết hợp được. Tật ách cung ở đây thiên cơ cự môn vi hóa lộc, cự môn vi hóa lộc thì nói chung là cẩn thận do ăn nhậu mà sinh ra bệnh tật. Cự môn là cái mồm cái miệng, hóa lộc là cái sự hưởng thụ, thế nên thận trọng cái điểm đấy. Thiên cơ là bệnh liên quan đến tinh thần, bệnh nó hơi kín một chút, bệnh liên quan đến gan mật một chút. Cự môn thì cẩn thận các bệnh liên quan đến phụ nữ một chút, có không có kiếp có hình có phục, nói chung là rủi ro bệnh tật cũng khá là cao. Nhưng câu chuyện rủi ro bệnh tật cao là nó phải ở thời điểm từ 76 tuổi cơ, tại vì lá số này mệnh là hóa khoa này. Mệnh là liêm trinh với hóa khoa, cách cục là tử phủ phú tướng, thân cư tài bạch có tử vi, tam hợp có thiên phủ tả phủ bật chiếu về. Những cái sao nó chủ về giải hung giải tai giải bệnh, gọi là cứu 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 khổ phò nguy rất là tốt này. Vua là gì đấy, vua nó phải thế. Tật ách cung rủi ro nhưng mà khi ở tuổi tác cao và cẩn thận, thời trẻ thì giữ gìn các cái vấn đề liên quan đến ăn uống thôi. Chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, ăn uống các thứ nó có chừng có mực. Cơ cự môn đi với hóa lộc, cẩn thận nhất vấn đề này. Điền trạch mà có thiên đồng thiên lương đi với thiên mã thì nói chung là hay thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi nhà cửa đất đai, di chuyển khá là nhiều. Nếu là số này làm về những cái lĩnh vực liên phải đi lại công tác thường xuyên thì nó rất ứng với cung đất đai điền trạch. Điền trạch có thiên đồng là bị quan cai quản cái đường ăn uống vui chơi của nhà vua, thế nên nhà cửa là hay xảy ra tiệc tùng nhậu nhẹt đó. Mà lá số này mệnh có đào hồng hỉ cơ, nhà cửa mà có thanh long có tứ linh, nhà cửa khá là đẹp, nhưng mà khi mà có không kiếp ở đây, có hình có phục ở đây thì giao dịch kinh doanh buôn bán là hết sức cẩn thận, rất dễ bị lừa nhá, rất dễ bị lừa. Tiếp theo cái chuyện thiên đồng là phúc tinh, thế nên là rõ cộng với hóa lộc ở đây thì dễ có hiện tượng được thừa kế, nhưng mà khi gặp không kiếp là một, hình phục là hai, thì thừa kế ở đây dễ xảy ra mâu thuẫn xung đột tranh chấp, thì cái này nên rõ ràng rành mạch một chút đối với lão số này và đối với về sau. Cung điền trạch nói chung hơi bất ổn một chút thời tuổi trẻ, đồng lương đi với thiên mã thay đổi khá là nhiều, nó chưa được ổn định cho lắm. Tiếp theo đi vào các đại vận của lá số này đi. Đại vận đầu tiên thì thể chất sức khỏe học hành thi cử là tốt, thế nên là có nhiều bằng cấp, nhiều bằng khen. Đại vận đầu tiên 6-15 tuổi, liêm trinh hóa khoa tả phú bật. Đại vận thứ hai 16-25 đầu tiên là có tang môn bạch hổ đi với song lộc đi với địa kiếp đi với hỏa tinh như thế này, cộng thêm với thiên mã thiên cơ là cái sao biến động, như vậy dễ có chuyện phải rời xa cha mẹ hoặc cha mẹ phải rời xa mình, tức là cơ là sao biến động cộng với thiên mã nữa, ví dụ bố mẹ đi kinh doanh đi công tác xa. Tiếp theo trong cái đại vận này về cái chuyện học hành thi cử nó hơi bất lợi một chút. Đấy, tang môn bạch hổ đi với hỏa đi với kiếp đi với thiên cơ là cái sao đầu óc, cái sao trí tuệ, cái sao tinh thần, cái sao tư tưởng, mà gặp những cái sát tinh như thế này thì trí tuệ tư tưởng tinh thần sẽ bị giảm sút, tại vì thiên cơ đôi khi nó hơi mong manh, thế nên là hơi bất lợi về chuyện học hành thi cử rồi là sức khỏe các thứ trong cái đại vận 16-25. Tuy nhiên lá số này thì căn cơ tốt, mệnh bàn tốt, thể chất sức khỏe rồi là ý chí nghị lực tinh thần tốt, thế nên tuy rằng đại vận hơi bất lợi nhưng về cơ bản là thành tích nó vẫn tốt. Còn cái đại vận này cái chuyện học, cái chuyện về kinh tế tài chính tiền bạc sức khỏe của cha mẹ nó sẽ không được tốt cho lắm đó, đặc biệt là liên quan đến người mẹ, tại vì trong cái tam hợp cung phụ mẫu này thì thái âm thái dương thì gặp hóa quyền rồi, lá số này sinh vào giờ ban ngày nữa, thêm nữa cung phụ mẫu đấy cung âm thì hơi bất lợi cho người mẹ trong cái đại vận ở 16-25. 26-35 thì đã luận rồi đấy, kình dương là gì, trắc trở thị phi này, phá quân thì hao tài tốn của, bất lợi về chuyện tiền bạc và tình ái. Thêm có con hóa kỵ ở đây thì cũng hơi trục trặc về chuyện tình cảm hôn nhân, tình cảm yêu đương, dễ có sóng gió, dễ có sự chia ly vân vân. 26-35 thế nên là lập gia đình muộn một chút thì nó sẽ đỡ hơn. Còn 26-35 thì liên quan đến lao tâm lao lực, liên quan đến sáng tạo sự nghiệp, liên quan đột phá trong sự nghiệp, thế nên là phải chi tiêu nhiều, tiền bạc nó khó có sự tích lũy thôi. Chứ còn lá số này thì đâu có phải là lá số xấu, mà không có tiền không có bạc, thậm chí thu nhập là còn tốt. Mỗi tội cái gì gặp cái đại vận
26 35 thì nó, cái sự tích lũy nó không được nhiều thôi. Còn 36 đến 45 đại vận thiên đồng thiên lương đi với thiên mã thì nhà cửa đất đai nơi ăn chốn ở công ty việc làm hay phải thay đổi. Đấy cái thứ nhất. Cái tiếp theo là hạn mà gặp thiên đồng thì ý chí nghị lực tinh thần nó hay sa sút. Nó cái sự ham muốn làm giàu nó sẽ giảm đi. Hạn thiên đồng mà đi với thiên lương đi với thiên mã thì liên quan đến tư tưởng chỉ có ăn chơi đi du lịch thôi. Đấy, thế nên là cái năng lực làm việc, cái ý chí, cái nghị lực tinh thần, cái sự cống hiến cho công việc nó sẽ giảm đi. Trong cái đại vận này thì hơi bất lợi về cái chuyện kinh tế tiền bạc đầu tư tài chính cho lắm. Đại vận hóa lộc đi với địa kiếp gặp địa không thiên hình phục binh thì nên thận trọng các cái vấn đề liên quan đến làm ăn kinh tế, cho vay vay hộ rồi kết hợp góp vốn để đầu tư làm ăn trong cái đại vận 36 45, nên thận trọng kinh tế tài chính. Hạn đến thiên đồng, thiên đồng thì hay thay đổi, hay đứng núi này trông núi nọ, thế nên là một cái đặc tính khác của thiên đồng đó là sự sáng tạo. Mà thiên đồng đi với thiên cơ rồi đi với không kiếp như thế này thì nên dùng cái sự sáng tạo để kiếm tiền, chứ không nên tham sân si đầu tư kinh doanh buôn bán. À, mà người mệnh liêm chinh thì nhiều khi là gì, rất thích cạnh tranh, rất thích đầu cơ, rất thích làm giàu. Thế nên là 36 45 nên thận trọng. Cái đại vận tốt của lá số này phải là 46 55, đại vận vũ khúc thiên phủ đi với hữu bật. Lúc đấy là kinh tế tài chính tiền bạc các thứ nó mới tốt được. Nhưng cái đại vận này nó lại gặp ngay về tam hợp là thiên không, đối diện của nó lại là đi hóa kỵ. Thế nên khi mà gặp đại vận thiên không thì không có gì thì lại có rất nhiều, tại vì thiên không đi trước thái tuế, có những cái sự sắc sảo, sáng tạo, khôn ngoan, nhìn nhận trước thời cuộc thời đại. À, khi không có gì sẽ có được nhiều, nhưng mà khi có rồi để mang đi đầu tư thì dễ trắng tay nên thận trọng. Còn đại vận mà vũ khúc thiên phủ như này thì kinh tế tài chính tiền bạc các thứ dồi dào, gặp cái sao đào hoa, gặp cô quả thì hơi bất lợi về chuyện tình cảm. À, thế nên là từ 46 qua cái đại vận 46 55 cộng thêm với lá số này mệnh liêm chinh hóa khoa, thân cư tại bạch tử tướng thì lợi danh hơn lợi tài, nên làm những ngành nghề liên quan đến khoa học kỹ thuật chuyên môn, liên quan đến sáng tạo, liên quan đến nghệ thuật, liên quan đến làm đẹp, liên quan đến lãnh đạo, liên quan đến quản lý thì nó sẽ tốt hơn. Còn đi vào đầu tư kinh doanh buôn bán thì thực sự là nó hơi trục trặc, nó hơi bất lợi một chút. À, tất cả các đại vận 26 35, 36 45, 46 55, còn đại vận 56 đến 65 thái dương đi với hỏa tinh, đi với hóa quyền, địa không thiên hình phục binh, đại vận này lợi danh hơn lợi tài. Thái dương đi với hóa quyền lợi về công danh, lợi về sự nghiệp, lợi về quan quý, lợi về sự nổi tiếng. Nhưng mà để mà có được cái sự nổi danh nổi tiếng trong cái đại vận này thực sự là nó cũng hơi vất vả một chút, do thái dương ở đây là nó không sáng cho lắm. Nhưng mà được cái bù lại thì trong cái đại vận này nó có hóa quyền, thế nên bản chất của nó vẫn tốt về công danh. Thêm nữa lá số này mệnh liêm chinh đi với hóa khoa, thân cư tài bạch có tử tướng, vẫn lợi danh hơn lợi tài. Thái âm tuy sáng nhưng mà gặp hỏa tinh, gặp địa không, gặp thiên hình, gặp phục binh thì hơi bất lợi về kinh tế tài chính tiền bạc đầu tư đất đai một chút. 56 65 nói chung là vận trình nó không sáng, không đẹp cho lắm. Nếu nói sáng đẹp nhất thì 46 55, nhưng mà liên quan đến kinh tế tài chính tiền bạc đầu tư thì nó hơi rủi ro. 66 đến 75 tham lang đi với khôi việt, đi với văn xương văn khúc, rồi đến cái sinh mộ vượng. Đến cái vận trình này thì nó chủ yếu liên quan đến ăn chơi du lịch hưởng thụ, vẫn có cái sự tham sân si đầu tư tích lũy các thứ. Còn vận trình này thì nói chung là cũng khá ổn thôi, khá ổn. Tham đi với linh thì nó vào cách vào cục. À, nhưng mà tham đi với kình đà, đi với hóa kỵ thì nói chung vẫn có sự rủi ro. Tham mà đi với văn xương văn khúc thì nhiều khi là hơi màu mè, không thực chất cho lắm. Mà tham đi với khôi việt thì có quý nhân trợ giúp, tuổi tác thì nó hơi cao, thế nên là gì 66 đến 75 thì cũng nên thận trọng một chút. Còn 76 đến 85 thì vận trình rất xấu, đặc biệt liên quan đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe về mặt tinh thần. Nó thiên cơ đi với địa không, đi với địa kiếp, đi với thiên hình phục binh, vận trình rất xấu về mặt thể chất, sức khỏe, tinh thần. Năm 2024, năm Giáp Thìn 34 tuổi. Năm Giáp Thìn thì gì? Thái Dương, Đà La, Hóa Kỵ và Cung Nô Bộc. Như vậy các mối quan hệ với bạn bè, anh em, đồng nghiệp dễ vướng vào mâu thuẫn, xung đột, thị phi, khó giải quyết. Lưu Thái Tuế và Cung Tài Bạch, động vào Cung Tiền Bạc. Lưu Tang, Lưu Hổ và Cung Phu Thê và Cung Quan Lộc, chuyện yêu đương, chuyện tình cảm vợ chồng sẽ có nhiều cái trục trặc, nhiều cái sự buồn phiền. Lưu Lộc Tồn, Lưu Thiên Mã và Cung Thiên Di lại gặp đất tràng sinh như thế này, có cơ hội được đi xa, đi công tác, đi du lịch khá là nhiều. Lưu Kình Dương, Cung Tật Ách có không kiếp, có thiên hình phục binh thì cẩn thận hình thương tai nạn, tổn thương một chút nhé. Dễ có hiện tượng động chạm giao kéo một chút này, nhẹ nhàng thôi. Tiếp theo là tiểu hạn năm Thìn ở đây vào Cung Tài Bạch, và Cung Tài Bạch mà có tử vi thiên tướng vẫn là lợi danh hơn lợi tài. Năm nay thể chất sức khỏe khá là tốt, hơi bất lợi về chuyện tình cảm do cô thần quả tú. Để mà có công danh, có sự nghiệp rồi để thăng quan tiến chức lên quyền thì năm nay hơi vất vả. Nói chung là chuyện tiền bạc kinh tế tài chính năm nay chưa được như ý cho lắm. Đó.
tài bạch tử vi thiên tướng, hai sao nó chủ về công danh, nó chủ về quyền quý, nó chủ về tôn quý. Đấy, nhiều khi người ta gọi là hữu danh vô thực, danh thì cao nhưng mà tiền bạc không có, nhưng mà lên chức lên quyền năm nay là hơi vất vả. Bình thường mà tử tướng đi về quang quý, đi về hóa khoa là lên lên ngay, nhưng mà gặp triệt thì hơi bất lợi, cô quả thì bất lợi chuyện tình cảm. Rồi 34 tuổi, 34 tuổi thì vào cung phụ mẫu, có tam môn bạch hổ sẽ có chuyện buồn phiền liên quan đến cha mẹ, hoặc cha mẹ có chuyện buồn liên quan đến mình. Có song lộc thì dư giả về mặt tài chính kinh tế, kiếm lắm, thu nhập nhiều. Nhưng mà có song lộc mà đi với địa kiếp như thế này cộng với thiên cơ như thế này, nếu liên quan đến đầu tư kinh tế tài chính thì hơi đau đầu, hơi nhức óc, hơi mệt mỏi. Và cái năm 2024 cũng là cái năm đau đầu, mệt mỏi, nhức óc về mặt kinh tế tài chính tiền bạc đấy. Có đấy, có chứ không phải là không có. Mỗi tội là cơ đi với kiếp, đi với không, đi với hình thì nó sinh ra cái dễ đau đầu. Cự môn thì từ đi với song lộc mà gặp không kiếp đi với hình thì dễ gặp trục trặc thị phi liên quan đến tiền bạc kinh tế vân vân. Còn nếu làm những ngành nghề liên quan đến ăn nói, bán hàng, truyền thông, marketing, giáo viên giảng dạy thì nó sẽ đỡ hơn vân vân. Đấy, năm nay là của như vậy là tổng hợp lại là năm nay là năm bất lợi, công việc, sự nghiệp, tiền bạc, kinh tế, tài chính, tình cảm. Năm sau ba xem luôn, năm sau 35 tuổi đại vận lưu niên trùng phùng cung phúc đức có phá quân. Phá quân bất lợi về kinh tế, tài chính, tiền bạc, hôn nhân, chuyện tình cảm. Thêm nữa thì tiểu hạn năm tỵ thì cơ cự đi với song lộc, lại gặp không kiếp, cẩn thận bị lừa, bị mất mát về mặt tiền bạc. Nói chung là tuổi 34 và tuổi 35 của lá số này rất bất lợi về mặt tiền bạc, về mặt tình cảm, về mặt tình cảm nhé. Thế nên tổng hợp lại thì xem xét hết cái cách cục mệnh tài quan cũng như là các cái đại vận của lá số này thì nên làm những ngành nghề liên quan đến chuyên môn, liên quan đến quản lý thì nó đắc cách hơn, còn đi trực tiếp vào đầu tư kinh doanh buôn bán thì không hợp lắm. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở các video tiếp theo ạ. Rất cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Xin chào.